Sáng nay, huyện Yên Mỹ tổ chức liên hoan nghệ thuật truyền thống chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự có các đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham gia liên hoan nghệ thuật truyền thống tại huyện Yên Mỹ có 25 tiết mục của các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống trên địa bàn tỉnh và một số câu lạc bộ của Hà Nội, Nam Định, Quảng Ninh. Các tiết mục được dàn dựng công phu, tập trung vào các chủ đề tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Ban tổ chức liên hoan bố trí dàn dựng dân tộc do các nhạc công đến từ Nhà hát chèo Việt Nam, Nhà hát chèo Hà Nội và Nhà hát chèo Hưng Yên tham gia biểu diễn để nâng cao chất lượng các tiết mục tham gia liên hoan, đồng thời tạo sự phấn khởi cho các ca sĩ diễn viên không chuyên. Hôm nay mình được tham gia tiết mục Vui ngày bầu cử của soạn giả Đỗ Xuân Sảng. Nội dung của bài hát là toàn đảng toàn dân tích cực hăng say đi bỏ phiếu, mà bỏ phiếu cũng là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người công dân. 5 năm có một lần bầu Quốc hội như thế này thì rất là long trọng. Mà năm nay là năm vừa mới đại hội đảng lần thứ 13 đã chọn ra những người có đủ đức tài. Thế nên muốn rằng cái cuộc bầu cử này làm sao là cho nó đúng ý của đảng và đúng với lòng dân. Chủ đề tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được đánh giá là chủ đề khó. Song bằng niềm đam mê với nghệ thuật và trách nhiệm là cử tri, nhiều soạn giả đã rất công phu tìm hiểu, nghiên cứu để sáng tác được tác phẩm hay, có nội dung tuyên truyền tốt, đồng thời đảm bảo tính nghệ thuật cao. Lựa chọn các đại biểu đủ tài, đủ đức để bầu vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thứ hai là ta phải nêu cao cái trách nhiệm công dân của mình, những người đã đủ 18 tuổi là phải nêu cao cái tinh thần trách nhiệm để bầu ra cái người đại diện cho mình trong các cơ quan của nhà nước, tuyên truyền cho các anh em bạn bè tất cả mọi người là cùng hưởng ứng ngày hội của toàn dân, thực hiện cái trách nhiệm công dân của mình một cách tốt nhất. Tất cả 25 tiết mục tham gia biểu diễn tại liên hoan đều thành công tốt đẹp, mang lại cho khán giả yêu nghệ thuật truyền thống nhiều cảm xúc. Liên hoan các câu lạc bộ văn nghệ nghệ thuật truyền thống lần này thì mục đích của ban tổ chức chúng tôi là nhằm khơi dậy cái niềm tự hào về truyền thống của quê hương đất nước. Thông qua cái liên hoan lần này thì chúng tôi cũng muốn tuyên truyền để nhân dân và cử tri toàn huyện nắm bắt được mục đích, ý nghĩa sâu sắc của cuộc bầu cử. Thế và thấy được cái quyền và trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia bầu cử. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải xuất sắc cho tiết mục Vui ngày bầu cử, soạn lời Đỗ Xuân Sảng theo điệu Đào Liễu, biểu diễn Minh Thuấn và Thanh Bình, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật huyện Yên Mỹ, và 2 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba, 15 giải khuyến khích và một số giải nhanh khác.